Mở đầu chương trình Tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Biết tôi định mua nhà 3 tỷ, bạn gái ngỏ ý muốn góp 50 triệu. Tôi từ chối nhận thì cô ấy đòi chia tay. Bạn gái có tiền tỷ mà không chịu bỏ ra để góp chung với tôi mua nhà. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và Hằng yêu nhau đến nay cũng hơn một năm. Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm. Tôi xác định yêu là sẽ cưới cô ấy làm vợ. Tôi chưa bao giờ hỏi về thu nhập của bạn gái. Nhưng có lần qua đồng nghiệp của cô ấy, tôi biết được mức lương hàng tháng của Hằng là 25 triệu đồng mỗi tháng. Trong thời gian yêu nhau, tôi để ý thấy rằng bạn gái ăn mặc giản dị, chi tiêu hàng ngày cũng khá tiết kiệm. Cô ấy sống chung với một người bạn nữa, nên mỗi tháng Hằng để ra được một khoản tiền tiết kiệm cũng không nhỏ. Tôi từng bàn với bạn gái về chuyện mua nhà rồi tổ chức đám cưới. Hằng tỏ ra rất vui sướng. Thế nhưng khi tôi đề nghị mỗi người góp một nửa thì bạn gái nói không có tiền. Sau lần đó, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về chuyện tài chính của Hằng. Tôi phát hiện bạn gái có một khoản tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng. Cô ấy có tiền riêng nhưng lại không muốn hùn vốn với tôi để mua nhà. Dường như cô ấy nghĩ việc mua nhà là việc của đàn ông nên tỏ ra thờ ơ và không mặn mà lắm. Hiện tại tôi đã có đủ 3 tỷ nên quyết định bàn bạc với Hằng về chuyện mua nhà thêm một lần nữa. Và lần này cô ấy nói là sẽ góp với tôi 50 triệu và phải được cùng đứng tên trong sổ đỏ. Tôi có nhắc Hằng nếu như em góp 1 tỷ thì sẽ được đứng tên trong sổ đỏ của ngôi nhà. Còn góp như thế thì ít quá, tôi sẽ không nhận số tiền đó làm gì, cho sau này thêm rắc rối. Nghe tôi nói vậy, bạn gái khóc thút thít và bảo rằng tôi tính toán, chưa cưới mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn, và cô ấy tỏ ý muốn chia tay với tôi. Nếu như bạn gái chỉ nói góp tiền mà không đòi đứng tên trên sổ đỏ, thì tôi cho là cô ấy không tham lam. Thế nhưng với số tiền ít ỏi đó mà Hằng đòi được đứng tên, còn đòi chia tay, tôi thấy bản thân mình dường như chưa tìm hiểu rõ về nhân cách của bạn gái. Suốt hơn một năm qua, giữa chúng tôi chưa từng xảy ra vấn đề gì, nên tình yêu vẫn còn rất đẹp. Bây giờ có chuyện xảy ra thì mới biết được lòng dạ của nhau. Cô ấy có tiền tỷ mà không chịu góp chung để mua nhà. Mới yêu nhau mà Hằng đã tính toán bon chen như thế này. Sau này về sống chung nhà thì sao mà ổn được. Quá bức xúc, tôi mới nói chuyện mình đã biết Hằng có hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm. Và tôi hỏi tại sao cô ấy không lấy ra để góp cùng tôi mua nhà. Đến lúc này thì bạn gái mới nói đó là tiền của bố mẹ cô ấy gửi để sang năm xây nhà dưới quê, năm nay chưa được tuổi. Bố mẹ cô ấy làm ruộng, tiền kiếm được nuôi hai đứa con ăn học đã khó nhọc thì làm gì có khoản tiền tiết kiệm lớn như thế. Chắc chắn đó là tiền của Hằng, cô ấy đã nói dối thôi. Tôi có nên tiếp tục yêu và lấy người con gái không trung thực làm vợ hay không? Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với. Dòng tâm sự thứ hai, đến bệnh viện chăm chị gái đẻ. Chị tôi khóc nghẹn và nói sẽ ly hôn. Điều này khiến tôi mừng rỡ. Chỉ mong chị đừng đổi ý. Chị gái có thể chịu đựng được, còn tôi thì không. Tôi chỉ có một người chị gái duy nhất nên tôi rất thương chị. Chị cũng thương tôi vì kiếm tiền lo cho tôi học đại học mà chị bị lỡ làng lứa đôi. Mãi cho đến năm ngoái, khi đã 35 tuổi, chị mới lấy được chồng. Chồng chị không có công việc làm ổn định, lúc thì đi làm thợ hồ, lúc thì làm bảo vệ, khi thì làm lơ xe. Tôi đã khuyên chị nên suy nghĩ kỹ lại. Một người đàn ông như thế, chỉ sợ chị sẽ chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. Nhưng vì chị đã có bầu rồi nên không thể nào không cưới được.
Và rồi đúng như tôi dự đoán, cuộc hôn nhân của chị không hạnh phúc. Chị thường xuyên bị chồng mắng và tát vào mặt dù chị đang mang bầu. Mấy lần chị về nhà chơi, thấy má của chị bầm tím. Tôi hỏi thì chị nói là bị té. Cho đến một lần, tôi chứng kiến cảnh anh rể tát vợ ở nhà bếp, thì tôi mới nhận ra chị đang nói dối để mọi người không phải lo lắng. Lần đó tôi đã lao vào đấm anh rể một cái. Anh em cãi nhau to, tôi đòi dẫn chị gái về, không cho chị ở với gã đàn ông vũ phu này nữa. Thế nhưng chị tôi không chịu về. Chị bảo sợ bố mẹ bị hàng xóm dèm pha vì con gái 35 tuổi mới lấy được chồng. Bây giờ bầu bì còn bỏ chồng về nhà mẹ đẻ. Thấy chị như thế, tôi càng chua xót và thương chị nhiều hơn. Chị có bầu, tôi mua đồ bầu, mua sữa bầu, mua quần áo cho chị và cháu. Tháng nào tôi cũng chuyển cho chị 5 triệu để chị thích ăn gì thì ăn. Tôi cũng thường xuyên ghé qua nhà chị để cảnh cáo anh rể không được phép động tay với vợ. Ngày hôm qua, tôi nhận được tin chị gái đã bị vợ ối và đẻ con ở bệnh viện. Tôi vội đến viện để thăm cháu, sẵn tiện cũng xin nghỉ làm 3 ngày để chăm sóc cho chị gái. Dù là đàn ông con trai, nhưng những chuyện như là bế bé sơ sinh, pha sữa, tắm bé tôi đều có thể làm được. Tôi sẽ dìu chị, tập chị đi lại sau khi mổ. Còn mẹ tôi sẽ chăm sóc giúp chị vệ sinh cá nhân. Vào phòng hậu sinh, thấy cháu nằm cuộn tròn trong chiếc khăn hồng, trái tim tôi như mềm ra. Đứa bé thật đáng yêu. Nhưng khi thấy vết bầm trên má của chị gái, tôi lại tức sôi máu và điên tiết lên. Lần này vết bầm rất đậm, một bên mắt của chị còn bị vằn tia máu đỏ và sưng hấp. Vợ có bầu sắp sanh mà gã ta vẫn ra tay đánh vợ đến bầm tím mặt mày như thế này. Tức quá, tôi định lao ra ngoài đánh cho anh rể một trận để cho hả giận và cũng như đòi lại công bằng cho chị gái. Nhưng chị tôi đã ngăn lại. Chị nói đợt này sau khi xuất viện về, chị sẽ về thẳng nhà tôi và làm đơn ly hôn. Chị bảo tôi đừng lo, lần này chị đã đủ mạnh mẽ rồi. Thấy tôi dịu xuống, anh rể mới dám vào phòng. Gã ta tỏ vẻ quan tâm đến vợ, nhưng chị tôi lảng tránh và lạnh nhạt với anh. Tôi đứng bên cạnh, nhìn anh rể mà chỉ muốn lôi gã ta ra ngoài và không cho đụng vào chị gái tôi nữa. Nếu vài ngày nữa không còn đau, chị gái tôi đổi ý và muốn về nhà chồng thay vì về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó thì tôi phải làm sao đây? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.